Rồi quý vị ơi, cái clip này là bonsai 404, hai cây trà Phúc Kiến 400k bao phí ship luôn nha quý vị. Cặp này tôi bán cho quý vị 400 là tôi bán cho quý vị vốn luôn nha, tại tôi có hai cây thôi. Đi chơi là tôi gặp rồi tôi mua cho ông anh này về rồi tôi giao lưu lại với quý vị cho nó vui thôi nha, chứ không có lời gì trơn nha quý vị. Hai cái bầu này nó nặng lắm nha. Đó, nó trồng cát rồi với sư dừa rồi trời mưa ổng gài liên tục cả chục ngày nay, ngày nào cũng mưa cho nên cái bầu nó nặng lắm nha quý vị, nặng kịch à. Đó vậy ha, cái cũ này không cũng đủ vốn rồi nha. Đó rồi anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha quý vị, tôi đây là không có ship COD nha quý vị. Rồi xuống luôn ha, cái lon bò hút là tỷ lệ đó, cái cây này nó lùng thịt có con khúc rồi nha quý vị nè. Con cặp mua về để chia sẻ với quý vị thôi đó, chứ không có lời lớn gì chân. Tôi là vậy đó nha, tôi bán chủ lực là sâm hương nha. Cái này nè, đó, khỏi quảng cáo anh cũng biết rồi á. Lâu lâu đi mua kiếm cây hay cây gì về chia sẻ cho nó vui thôi. Nhánh này mẹ lên đây một tí. Rồi xuống luôn nha quý vị. 400k bao phí ship á, anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Rồi xuống luôn.